Quang Bớt là một trong những YouTuber được dân mạng yêu quý với những video review ẩm thực và du lịch cực kỳ đầu tư. Vẫn đẳng cấp giản dị, dân gian và có phần xuồng xòi quen thuộc, Quang Bớt mang đến những hưởng thụ chân thực ở rất nhiều nước nhà như Ai Cập, Dubai, Nhật Bản. Tuy nhiên mới đây, Quang Bớt đã vấp phải ý kiến trái chiều với một video review nhà hàng ở Kyoto, Nhật Bản. Ngay từ tiêu đề phụ nữ Nhật quỳ khóc xin cho cameraman được ăn đã khiến nhiều người tò mò xen lẫn những cái nhíu mày băn khoăn liệu anh chàng muốn đề cập đến điều gì đây. Nhiều người đã ngay lập tức cho rằng Quang Bớt đang không tôn trọng thiếu phụ và cụm từ thiếu phụ Nhật quỳ khóc dễ gây ra cảm giác coi thường. Quang Bớt với video gây tranh cãi gì cho rằng anh đang không tôn trọng thiếu phụ. Cụ thể trong video, Quang Bớt đã đến một nhà hàng có lịch sử hơn 100 năm để ăn thử các món ăn đậm chất Nhật Bản ở Kyoto. Vì đây là đô thị cố đô với văn hóa truyền thống rất đậm nét nên Quang Bớt đã được một gây sa mặc kimono đáp ứng tại một phòng ăn riêng biệt. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu có chút rắc rối khi bữa ăn bắt đầu những cameramen của Quang Bớt là một cô gái, vẫn phải quay clip cho anh chàng. Gây sa kêu đề nghị cô nàng không quay phim nữa mà ngồi xuống cùng ăn tầm thường. Gây sa cũng nói rằng Quang Bớt không nên ăn trong khi thiếu phụ quay phim cho mình rồi sau đó mới được ăn cơm thừa canh cạn. Qua đi ăn tại một nhà hàng ở Kyoto và được một gây sa Nhật quỳ gối đáp ứng. Vì không ăn được trứng sống nên cameraman kế tiếp quay phim nhưng gây sa kia lại hiểu nhầm rằng Quang Bớt là chủ và không muốn cho đầy tớ của mình ăn tầm thường. Người thiếu phụ Nhật Bản này sau đó đã có chút nổi giận và nói nếu Quang Bớt không để cho cameraman ăn tầm thường thì sẽ không đáp ứng nữa. Người này cho rằng trong một căn phòng có hai người thiếu phụ, một người đứng, một người quỳ đáp ứng cho anh chàng YouTuber, vậy là quá bất công. Người thiếu phụ Nhật khó tính vì hiểu lầm rằng Quang Bớt không cho cameraman của mình ăn tầm thường. Sau đó, gây sa này đã chạy ra ngoài khóc vì yêu quý cảm cho cameraman khiến Quang Bớt hồi hộp và nói rằng chị không cần đáp ứng mình nữa. Nhìn tầm thường, đoạn video đã khá review chân thực về văn hóa và ẩm thực Nhật Bản. Tình huống khó xử của Quang Bớt với người gây sa Nhật Bản chủ yếu hèn là do hiểu nhầm và bất đồng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, có lẽ do đẳng cấp nói chuyện, review có phần không màu mè, chân thực mà Quang Bớt sẽ khiến nhiều người có cảm giác hơi tiêu cực. Dưới đây là một số ý kiến của dân mạng. Đọc tiêu đề của clip thực sự mình đã khó tính. Có lẽ Khoa nên cân nhắc việc đổi tiêu đề vì nó mang lại cảm giác khá tiêu cực. Xem clip rồi thì mình thấy bạn không có ý thiếu tôn trọng ai nhưng đề cập đến thiếu phụ bằng cụm từ quỳ khóc mang lại một cảm giác rất bề trên. Biết là Khoa không có ý thiếu tôn trọng nhưng tiêu đề clip thực sự giật tít câu gì đấy. Ôi mọi người đừng đọc tiêu đề rồi ném đá được không, xem clip thì chỉ thấy Khoa đơn thuần là muốn giới thiệu về ẩm thực và văn hóa của Nhật Bản thôi. Kyoto là cố đô nên mọi người đều sống theo nếp truyền thống, việc quỳ gối khi đáp ứng cũng là một nét đẹp văn hóa chứ có phải Khoa bắt chị ấy quỳ để đáp ứng mình ăn uống đâu. Clip này rất lôi cuốn với chân thực mà. Xem xong mình đã hiểu hơn về những người thiếu phụ Nhật Bản truyền thống và văn hóa gây xa. Xem hết clip đi rồi hãy ném đá các bạn à. Ai hiểu về văn hóa gây xa Nhật thì thấy việc quỳ gối chỉ là một hình thức, nghi lễ thôi chứ có gì đâu mà các bạn sồn sồn lên.